Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Ngày hôm nay quý vị ra phố đi bộ chơi thì thấy những các em tin tin chụp hình cho nhau nè, nó dễ thương quá. Thì nhà cũng muốn ghi hình lại ha. Còn cô chú anh chị xem á, nó vị thấy không, chụp hình rất là có tâm luôn ha. Nó ngồi xuống, cúi xuống. Rồi bây giờ lại cho bạn mình xem nè. Đó, vui mừng rồi đó. Giờ đi vòng vòng chơi đó quý vị. Nữa đây. Đó, vậy cùng nhìn xem nè, khung cảnh ở Sài Gòn ha, năm 2018 hả quý vị, phải nói là nó đẹp quá trình đẹp luôn, khách nước ngoài họ qua đây chơi cũng nhiều đó quý vị, nhìn xem nè, nó khách nước ngoài ha, qua đây chơi, thay vì thì đi bar biết hả quý vị, có nghĩa là những quán bar đó, thì họ chọn giải trí làm mạnh, đi ra phố đi bộ Sài Gòn chơi ha. Đó quý vị nhìn thấy không, đó, khung cảnh xung quanh phố đi bộ ha. Đó, người nước ngoài nè, rất là đông luôn đó quý vị. Vui quá chừng vui ha. Phải nói thiệt chứ. Ồ, quý vị nhìn xem nè, ở đằng đây đó quý vị. Không biết có cái gì hay ha, mà nhã nhìn thấy á, rất là đông người họ tụ tập vui chơi nhảy múa đó quý vị. Đó quý vị nhìn xem nè. Wow, những các bạn trẻ quý vị ơi, đó, những bạn trẻ ha, vui chơi nhảy múa, đó, tiền tiền đó, rất là đông luôn quý vị. Đó, những các bạn trẻ nè, vui chơi nhảy múa ha, vui quá quý vị ơi, quý vị thấy không? Ồ, đông vui quá. Đó. Những người trẻ vì ở Sài Gòn người ta năng động lắm, mình lớn đó vì mình có năng động như mấy em trẻ trẻ tiên tiên lắm đó, vậy nhìn thấy không, nó không khí nhảy múa vui chơi nữa vậy ơi, đó, người Sài Gòn ha, vui chơi vậy múa rất là vui luôn ha. Ok. Vui quá quý vị ơi. Đó, không khí ha. Rất là sôm cậu. Giờ đi dài dài qua đây quý vị ơi. Xem cảnh ha, vui chơi nhảy múa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thì nó có những cái gì đặc trưng ha. Nó sẽ cố gắng để ghi hình lại. Cô chú anh chị xem nha. Vui quá quý vị ơi. Đó, quý vị nhìn xem nè. Đó là bạn trẻ ha. Đó vậy thấy không, đông vui quá ha. Đó, rất là đông vui luôn. Đó, đúng là mấy bạn trẻ ha. Đó, vui quá chừng vui hả vậy. Đó. Phố đi bộ Nguyễn Huệ ha. Cảnh vui chơi nhảy múa hát hò á vậy. Nó chỉ có ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thôi. Nó vậy thấy không? Không khí Sài Gòn ha. Rất là freedom. Đó. Nhảy múa đủ thứ kiểu đó vậy. Nó xào quần luôn đó. Có vậy thấy không? Trong cái khung cảnh này ha. Nó rất là vui và mắc cười. Mấy bạn trẻ nhảy múa. Cái nhảy múa đó vậy, nhìn thấy không, vui quá ha. Đó, mấy bạn đó nhảy múa thì xung quanh cũng có những cái người trẻ hả vậy, họ theo cổ vũ. Đó, rất là vui luôn.
ơi, xem cái cảnh người ta dạo chơi ở đất Sài Gòn ha. Đó, wow, có cặp đôi yêu nhau nữa ta ơi. Các vị thấy không? Wow, ở đây có ngủ cô nương ha. Đó, ngủ cô nương có nghĩa là 5 người cô nương chụp hình lưu niệm với nhau hả vị, ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Wow, quý vị thấy không? Rất là vui luôn ha. Không khí ở Sài Gòn hoa lệ. Đó, hoa cho người giàu hả vị, và lệ cho người nghèo ha. Đó, không khí bây giờ quý vị, người ta kéo đến cái chỗ gọi là nhạc nước nghệ thuật ha. Đó, rất là vui luôn. Đúng là chỉ có ở Sài Gòn mà thôi. Nên mà cô, chú, anh chị Việt Kiều ở Mỹ và những quốc gia khác á, khi mà về Sài Gòn chơi á, thì ráng ha, đi ra ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ mà chơi nha. Đó, vị xem cái cảnh nhạc nước nè. Nó cảnh nhạc nước xung quanh đây ha. Và nó là rất là vui luôn. Đó, rồi cái nhớ ghi hình cho cô chú anh chị xem nha. Nó cảnh người ta ha, vui chơi, nhảy múa. Đó, vị nhìn thấy là vui không? Nó rất là đông người ha. Ai cũng phấn khởi hả vị, kéo ra ngoài đây chơi. Sài Gòn hoa lệ ha, nhộn nhịp quá. Đó, mấy bạn trẻ nắm tay yêu nhau ra ngoài đây hả vị. Vui quá, vui rất là vui ha. Đó, vị nhìn thấy không? Đó, không khí ha, rất là vui. Đó, mấy các bạn trẻ yêu nhau nè, đùa giỡn với nhau á, vị ở chỗ nhặt nước á, chắc là kéo nhau đó, vô chỗ nhặt nước chơi ha. Đó, vị thấy không? Đó, hai người bạn trẻ yêu nhau dung chân dung vẻ nè. Đó, vui quá hả quý vị. Trong đây có cái nhạc nước nè quý vị ơi. Rẽ vô đây quậy quá. Rồi rồi nó tắm hết rồi. Hóa ơi nó kéo vô. Quá vui quý vị ơi. Khung cảnh nhạc nước ở Sài Gòn ha. Không có cầm mát mẻ luôn. Anh nắm nó mua ra đấu chơi thì còn nó quả thôi. Mua ra nó đấu chơi thì còn nó quả. Cái ông xài đâu có rồi. Nó xịn á, tụi nó xịn á. Rồi nó vô nó tắm luôn mà. Đi nhậu xịn. Đợt quá rồi vô tắm luôn. Nãy giờ nó nhảy cả tưng tưng đây nè. Tưởng chơi trò chơi gì đi luôn. Xịn hết rồi. Nay là chơi chung luôn hả? Có mấy thằng áo trắng á, còn mấy đứa kia thì không biết. Đó, vậy thấy không? Cảnh xung quanh đây ha. Rất là vui luôn. Vui quá quý vị ơi. Các bạn nhìn thấy không? Hồi nước vẫn còn bún lên quý vị ơi. Nước vẫn còn bắn lên ha. Thank you.
rất là vui luôn ha. Ok rồi, Nhã xin cảm ơn ha. Rồi nhìn xem nè. Rồi Nhã xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha, đã dõi theo video của Nhã.